Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện.